khuyến mại lớn, khuyến mại cực lớn. Siêu thị mini Bình An xin kính chào quý khách. Tức bừng khai trương ngập tràn ưu đãi. Mừng khai trương siêu thị mini Bình An tại địa chỉ Xóm Bái, Đông Cửu, Thanh Sơn, Phú Thọ, lớp mầm non cũ. Xin trân trọng kính mời bà con đến mua sắm và dự lễ khai trương, bốc thăm trúng thưởng nhân dịp khai trương siêu thị Bình An. Thời gian bắt đầu khai trương mở bán từ 6 giờ sáng ngày 24 tháng 7 năm 2022, tức ngày 26 tháng 6 âm lịch. Chương trình văn nghệ chào mừng khai trương và bốc thăm trúng thưởng bắt đầu từ 20 giờ tối ngày 24 tháng 7 đến 22 giờ. Khi bà con mua một đơn hàng từ 100.000 đồng trở lên sẽ được tặng một phiếu dự thưởng. Chương trình bốc thăm trúng thưởng sẽ tổ chức công khai vào ngày khai trương và buổi tối các ngày cuối tháng tiếp theo, với cơ cấu giải thưởng gồm: một giải nhất trị giá 2 triệu đồng, một giải nhì trị giá 1 triệu 500.000 đồng, một giải ba trị giá 1 triệu đồng, 5 giải khuyến khích mỗi giải 100.000 đồng. Siêu thị mini Bình An là đơn vị liên kết với siêu thị Thanh Sơn, bán lẻ đầy đủ các mặt hàng nhu yếu phẩm như hàng đông lạnh, thịt lợn, thịt gà, vịt, hàng gia dụng, hàng điện tử. Với tôn chỉ an toàn về chất lượng, bình dân về giá cả, siêu thị Bình An sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo của bà con. Siêu thị bán hàng theo hai hình thức là bán trực tiếp tại siêu thị và bán ship tận nhà bằng cách gọi điện hoặc nhắn tin trên nhóm Facebook hoặc Zalo. Rất hân hạnh được phục vụ bà con. Chúc bà con may mắn trong chương trình bốc thăm trúng thưởng. Hotline tư vấn và đặt hàng 0333 143 986. Siêu thị Bình An, mua tiện lợi, sắm an tâm. Xin trân trọng kính mời và kính mời. Khuyến mại lớn, khuyến mại cực lớn. Siêu thị mini Bình An xin kính chào quý khách. Tức bừng khai trương ngập tràn ưu đãi. Mừng khai trương siêu thị mini Bình An tại địa chỉ Xóm Bái, Đông Cửu, Thanh Sơn, Phú Thọ, lớp mầm non cũ. Xin trân trọng kính mời bà con đến mua sắm và dự lễ khai trương, bốc thăm trúng thưởng nhân dịp khai trương siêu thị Bình An. Thời gian bắt đầu khai trương mở bán từ 6 giờ sáng ngày 24 tháng 7 năm 2022, tức ngày 26 tháng 6 âm lịch. Chương trình văn nghệ chào mừng khai trương và bốc thăm trúng thưởng bắt đầu từ 20 giờ tối ngày 24 tháng 7 đến 22 giờ. Khi bà con mua một đơn hàng từ 100.000 đồng trở lên sẽ được tặng một phiếu dự thưởng. Chương trình bốc thăm trúng thưởng sẽ tổ chức công khai vào ngày khai trương và buổi tối các ngày cuối tháng tiếp theo, với cơ cấu giải thưởng gồm: một giải nhất trị giá 2 triệu đồng, một giải nhì trị giá 1 triệu 500.000 đồng, một giải ba trị giá 1 triệu đồng, 5 giải khuyến khích mỗi giải 100.000 đồng. Siêu thị mini Bình An là đơn vị liên kết với siêu thị Thanh Sơn, bán lẻ đầy đủ các mặt hàng nhu yếu phẩm như hàng đông lạnh, thịt lợn, thịt gà, vịt, hàng gia dụng, hàng điện tử. Với tôn chỉ an toàn về chất lượng, bình dân về giá cả, siêu thị Bình An sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo của bà con. Siêu thị bán hàng theo hai hình thức là bán trực tiếp tại siêu thị và bán ship tận nhà bằng cách gọi điện hoặc nhắn tin trên nhóm Facebook hoặc Zalo. Rất hân hạnh được phục vụ bà con. Chúc bà con may mắn trong chương trình bốc thăm trúng thưởng. Hotline tư vấn và đặt hàng 0333 143 986. Siêu thị Bình An, mua tiện lợi, sắm an tâm. Xin trân trọng kính mời và kính mời.